Vâng, xin chào các bạn các anh em nha. Hôm nay bên em về thêm một cái dòng máy xoa vữa. Đây là dòng máy xoa vữa rất là phổ biến ở ngoài thị trường. Nó cũng là cái phương tiện, nó cũng là một cái dụng cụ hữu ích dành cho anh em thợ hồ, anh em xây dựng nhé. Thì hôm nay cái máy xoa vữa Bauer này thì bên em về rất nhiều. Hôm nay bên em sẽ làm cái chương trình giảm giá và tặng phụ kiện cho anh em. Máy xoa vữa Bauer, công suất của nó là 850W. Và như trên video anh em đang xem là em đang quay hai máy xoa vữa Bauer. Đây là phụ kiện dùng cho anh em thợ hồ nhé. Anh em trong xây dựng thì anh em muốn tiết kiệm thời gian công sức chát tường thì anh em dùng máy xoa vữa thì nó sẽ cán vữa và nó sẽ đánh mịn tường, nó rất là hiệu quả và tiết kiệm thời gian và công sức của anh em. Đây, như hôm nay em đang cầm một trên tay một máy xoa vữa của Bauer. Đĩa xoa vữa của nó là 38 cm. Và đây là miếng đế đế đầu tiên của máy. Máy xoa vữa này có tay trợ lực này, có tay trợ lực này, tức là một tay cầm bấm một tay trợ lực, một tay tì máy. Đây, đây là công suất của máy này. Công suất của máy là Bauer này, B700F5. Đây là mã sản phẩm nhé, B700F5, Motat Grinder này, điện 220V đến 50Hz này. Công suất của nó là 850W này, và tốc độ vòng quay của máy là 200 vòng trên phút, made in Taiwan này. Đây là dòng máy sản xuất tại Đài Loan nhé, made in Taiwan này, máy xoa vữa Bauer. Đấy, đĩa sán vữa của nó là 38 cm, phù hợp cho anh em làm xây dựng, phù hợp cho anh em xoa tường nhé. Một máy thì nó có thể là ba chức năng cho anh em có thể là vừa cán vữa này. Nếu anh em cán vữa thì anh em dùng cái miếng này, miếng cán vữa này. Đấy, mình sẽ cán cái miếng cán vữa này, ở bên ngoài của nó sẽ có những cái nấc gờ như thế này, chính là nó cán vữa để nó đánh vào tường đấy. Và anh em muốn đánh mút thì anh em dùng cái mút xoa này, đánh mịn thì anh em dùng cái mút xoa này. Đấy, anh em dùng cái mút xoa này nhé. Đấy, cái mút xoa này nó sẽ đánh mịn giáp, mịn vữa cho anh em, để mịn tường cho anh em. Và đây, khi anh em muốn sơn tường thì anh em sẽ phải dùng cái miếng giáp này. Miếng giáp này chức năng của nó là đánh mịn, đánh các cái râm ở trên mặt tường này, khi anh em trước khi sơn bạ nhé. Trước khi sơn bạ thì anh em phải dùng miếng giáp này để anh em đánh nó mịn tường, nó hết cái râm ở trên tường thì anh em có thể là sơn được. Đấy, chọn bộ phụ kiện như anh em thấy ở trên video. Và đặc biệt chương trình giảm giá hôm nay thì bên em sẽ tặng thêm cho anh em thêm một miếng mút này. Miếng mút này ở ngoài thị trường có giá là 120.000. Đấy, anh em không tin thì anh em có thể lên mạng anh em tìm mua cái mút này, ở ngoài thị trường là 120.000 đồng nhé. Trong video hôm nay anh em mua hàng thì bên em sẽ tặng kèm thêm cho anh em thêm một miếng mút này. Chọn bộ thì bao gồm một máy xoa tường này, một đĩa cán vữa này, một mút theo máy này, và một cái miếng giáp này. Tặng kèm thêm cho anh em thêm một cái miếng mút xoa vữa này, một mút miếng mút này nhé. Mút này ở ngoài thị trường có giá 120.000. Em xin báo giá lại thì máy xoa vữa Bauer Đài Loan này thì bên em đang giảm giá còn 1.550.000 đồng, là miễn phí vận chuyển toàn quốc cho anh em. 1.550.000 đồng anh em được miễn phí vận chuyển về tận nhà, anh em được xem hàng, cắm điện bấm máy ok rồi mình thanh toán tiền cho bưu tá nhé. Nhân dịp chương trình giảm giá này thì bên em cũng sẽ tặng kèm thêm cho anh em một miếng mút này. Miếng mút này thì ở ngoài thị trường có giá là 120.000 đồng. Để anh em không tin anh em có thể lên mạng tìm để tham khảo giá thị trường nhé. Đĩa của nó là 38 cm đấy. Những cái đĩa cán vữa này, mút xoa này hoặc là giáp này thì có bán lẻ ngoài thị trường nhé. Bên em sẽ cung cấp cho anh em là mút xoa này, đĩa cán vữa này. Còn cái miếng giáp này thì ở ngoài thị trường rất nhiều, anh em có thể mua ở bất kỳ quán cơ khí nào đều có. Em xem sẽ phổ biến lại cho anh em nhé. Ở ngoài cái đĩa cán vữa này nó có các cái zin bằng nhựa này để anh em dán đế. Đấy, anh em dán đế, anh em có thể dán mút này, đúng không ạ? Ở ngoài miếng mút nó có sẽ cái zin bông này để anh em dán, và ở đĩa cán của nó thì nó sẽ có một cái khe. Đây, đĩa cán của nó. Đấy, anh em, đĩa cán của nó sẽ có một cái khe như thế này, anh em có thể là chọc cái tô vít vào để anh em cậy cái cán nó ra rất là dễ. Đấy, vừa
Vừa rồi em đã phổ biến về cái phụ kiện theo máy, thì bây giờ em sẽ tư vấn cụ thể về máy cho anh em thấy nhé. Đây là cò bấm của máy này, cò bấm của máy này. Đấy. Cò bấm của máy đúng không ạ? Anh em khóa cò nhé, anh em một khóa cò anh em bấm kịch vào. Anh em muốn khóa cò đấy, anh em bấm kịch cái cò này, cho anh em bấm cái này nó kịch vào là mình sẽ khóa cò, và mình chuyển chế độ thì nó sẽ có cái núm xoay như thế này. Đây, núm xoay như thế này. Chuyển cái chế độ thì anh em sẽ có cái núm xoay như thế này. Anh em nhìn cái núm xoay em đang xoay không ạ? Đấy. Anh em nhìn được rõ cái núm xoay không ạ? Đấy, mình chuyển chế độ thì mình sẽ xoay cái núm như vậy. Thì máy xoa vữa này nó có dùng chổi than nhé. Anh em hết chổi than thì anh em có thể ra quán cơ khí mình mua đôi chổi than về mình lắp nhé. Và trên đầu máy này chính là nút cánh, chính là chỗ để anh em thay chổi than này. Anh em nhìn được rõ không ạ? Đấy, chính là cái đầu này để anh em thay chổi than nhé. Trọng lượng của cái máy xoa vữa này khi anh em có cả lắp cả cán vữa và đế xoa thì nó dao động khoảng tầm hơn 3 kg, 3,5 kg. Đấy, nó rất là cầm máy nó rất đầm. Cầm máy nó rất là đầm và rất là chắc chắn. Lực tì vào tường nó rất là nặng để cho anh em khi cán vữa nó rất là hiệu quả và nó nhanh. Đấy. Em xin báo giá lại nhé, máy xoa vữa 3 chức năng của Bauer thì bên em hôm nay đang giảm giá còn 500 còn 1.550.000 đồng là miễn phí vận chuyển tận tay về cho anh em. Anh em được mở xem hàng rồi mình thanh toán tiền cho bưu tá nhé. Trong bộ là bọn em sẽ gửi kèm cho anh em thêm một cái thẻ bảo hành. Thì anh em giữ lại cái thẻ bảo hành, khi nào cần tư vấn bảo hành máy thì liên hệ với em nhé. Máy thì bên em sẽ bảo hành cho các anh em là 12 tháng mà lỗi đổi mới trong vòng 30 ngày. Đấy. Giá thì bên em đang giảm giá còn 1.550.000 đồng thôi. Chọn bộ sản phẩm thì bên em vừa nãy đã phổ biến rồi và tặng kèm thêm anh em thêm một cái miếng súp mút xốp này để anh em xoa vữa. Miếng súp này ở ngoài thị trường có giá 120.000 đồng nhé. Đấy. Vâng, em xin cảm ơn anh em đã xem hết video của em trong ngày hôm nay. Xin hẹn anh em trong những video tiếp theo nhé.